Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hỏa Mài Chủ, cuối cùng Phượng Nữ cũng đã đúc thành công Chính Dương Đao. Khí tức của Chính Dương Đao mạnh tới nỗi làm cho Thần Lộ Đao dao động, rồi tự động lao tới tay Niệm Bằng. Niệm Bằng cầm song đao trong tay rồi bay lên không trung, khiến nguyên tố băng và hỏa trong cơ thể hắn càng ngày càng tăng lên. Hắn không ngờ rằng đá hỏa Diêm Thần lại có thể áp chế lẫn nhau với đá băng Tuyết Nữ Thần, khiến nguyên tố băng hỏa đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Thần Lộ Đao và Chính Dương Đao, một bên băng và một bên hỏa bài trừ lẫn nhau, nên đã làm cho dao động năng lượng băng hỏa vốn đang hòa hợp trong cơ thể, khiến ma pháp của hắn dao động quá mạnh, dẫn tới việc mất kiểm soát. Vậy nhưng bây giờ thì ma pháp trong người Niệm Băng đã được cân bằng lại rồi. Khí tức của Chính Dương Đao thế mà lại ngang hàng với Thần Lộ Đao, uy lực của nó tuyệt đối không hề thua kém Thần Lộ Đao. Niệm Băng ngỏ ý hỏi xin Phượng Nữ một chiếc vỏ đao có thể phong ấn được khí tức, thì nàng ta cho biết chiếc nhẫn đeo trên tay hắn là một vật phẩm ma pháp không gian có thể ngăn được khí tức phóng ra bên ngoài. Niệm Băng lập tức cất Chính Dương Đao vào trong chiếc nhẫn, chào tạm biệt Phượng Nữ rồi quay người tính rời đi. Vậy nhưng Phượng Nữ lại bất ngờ hỏi hắn, nếu như hai người có thể ở bên nhau mãi thì hắn có bằng lòng đưa nàng ta đi một nơi không? Có thể ở đó sẽ có thứ mà hắn hứng thú, vậy nhưng cũng có thể sẽ khiến hắn không thể đi du ngoạn khắp nơi được nữa. Niệm Băng cũng thẳng thắn cho lời, hắn rất thích nàng. Vậy nhưng, sinh mệnh của hắn hiện giờ không chỉ thuộc về riêng bản thân, mà nó còn là của cha mẹ và sư phụ đã mất. Nếu không phải vì có chuyện bắt buộc phải làm, thì sẽ đồng ý đi cùng nàng. Phượng Nữ nghe được những lời này cũng đau lòng. Nếu sau này hắn muốn tìm Phượng Nữ thì cứ việc thổi sáo, nàng chắc chắn sẽ xuất hiện. Nàng còn dặn dò thêm, uy lực của băng hòa đồng nguyên tùy rất mạnh, vậy nhưng đó cũng là một phiền phức. Trên đại lục, ngoài những cao thủ mà bọn họ biết thì vẫn còn rất nhiều những võ kỹ và ma pháp lợi hại đều đang ẩn náu ở chỗ tối. Nói không chừng sẽ gây nguy hiểm cho hắn nên hắn đừng ở lại quá lâu. Niệm Băng giao phó cô bé Hy Vân cho Phượng Nữ chăm sóc rồi rời đi. Vậy nhưng vừa mới đi được mấy bước thì Niệm Băng đã quay lại ôm lấy Phượng Nữ lần cuối. Phượng Nữ cũng luyến tiếc quay lại ôm lấy hắn. Nếu sau này có duyên phận thì bọn họ sẽ lại tương phùng. Phượng Nữ muốn đưa Hy Vân về nhà, vậy nhưng cô bé lại không chịu. Thậm chí còn khiến cho Hy Vân rất bực mình. Cô bé triệu hồi thú cưng tấn công Phượng Nữ. Hy Vân bảo rằng sau khi nàng bắt được mình thì mới chịu quay trở về. Cô bé triệu hồi ra con lợn quan quan tấn công, thu hút sự chú ý. Còn mình thì nhanh chóng bỏ đi tìm Niệm Băng. Phượng Nữ nhanh chóng tóm gọn lấy con lợn và chặn đường Hy Vân. Còn uy hiếp cô bé rằng nếu không ngoan ngoãn cùng mình quay trở về thì con bé này sẽ biến thành món heo sữa quay ngay lập tức. Vậy nhưng Hy Vân vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục triệu hồi ra con sóc Điềm Điềm tấn công. Tốc độ của Điềm Điềm cũng nhanh không kém gì quan quan, vậy nhưng đều bị Phượng Nữ đánh bại. Biết đánh không lại nên Hy Vân nhanh chóng sử dụng hóa ảnh thuật. Khi Phượng Nữ đuổi tới nơi thì thấy cô bé đang đứng bất động ở một góc. Sau khi chạm vào người thì thân hình cô bé chậm rãi tan biến, bản thể chẳng biết từ khi nào đã rời đi. Đến đây thì Phượng Nữ cũng không đuổi theo Hy Vân nữa. Nàng tin rằng Hy Lạp Đức chắc chắn sẽ tìm ra Hy Vân mà thôi. Nàng nhanh chóng quay trở về lò rèn thu xếp đồ đạc để đi tới Lãng Mộc Đế Quốc. Lúc này, Băng Lộ đang dẫn theo một đám người đại tế tư của băng thần tháp tới công hội ma pháp sư và yêu cầu Long Chí giao ra Niệm Băng. Vậy nhưng Long Chí phủ nhận, ở công hội này chẳng có ai tên là Dung Niệm Băng cả. Băng Lỗ nghe vậy, lập tức hạ lệnh đưa tất cả các thành viên của công hội về băng thần tháp thẩm vấn. Hắn và những người khác bắt đầu xuất băng ma pháp. Long Chí cũng không đứng yên chịu chết nên tùng chiều đáp trả. Bọn chúng tiếp tục xuất ra băng phá vũ, ngưng tụ một thanh kiếm băng khổng lồ tấn công. Long Chí tạo ra một tấm khiên gió bảo vệ. Băng phá vũ rất mạnh, vậy nhưng cũng không thể đâm xuyên qua được khiên gió của Long Chí. Hắn ta tiếp tục triệu hoán ra một cơn mưa băng giáng xuống đám người công hội. Lý Đắc thấy vậy, liên tục chiêu đánh trả, phá tan cơn mưa băng. Một bên cứ liên tục tấn công, bên còn lại thì liên tục phòng thủ. Sau một thời gian giao thủ không có kết quả, Băng Lộ phát hiện ra khí tức trên trượng băng yếu dần. Hắn biết Niệm Băng không ở đây nữa mà đang ở đâu đó trong thành, cho nên đi tìm hắn. Những người khác thì ở lại giữa chân đám người công hội. Niệm Băng đang chạy trốn thì đụng mặt Hy Vân. Cô bé nói mình chẳng muốn về nhà nên đã cắt đuôi Phượng Nữ. Nàng nặng đòi đi theo Niệm Băng và hứa rằng nhất định sẽ nghe lời. Sau một hồi nhõng nhẽo khóc lên khóc xuống thì Niệm Băng cũng đồng ý cho Hy Vân đi cùng. Lúc này đám người của băng thần tháp đã tìm ra vị trí của hắn và nhanh chóng xuất hiện. Cho dù Niệm Băng có cải trang thành ai đi chăng nữa thì bọn chúng cũng phát hiện ra được khí tức trên người hắn. Băng Lỗ nhanh chóng tấn công, Niệm Băng lập tức dùng Chính Dương Đao đón đỡ. Vậy nhưng với thực lực của hắn bây giờ thì không thể nào phá vỡ dây xích băng này được. Niệm Băng chỉ còn cách dùng quyền trục ma pháp tạo ra một mũi tên băng đón đỡ công kích của phía băng nhùng. Sau đó xuất ra một thanh kiếm băng ném về phía Băng Lỗ.
Nhân lúc đối thủ lơ là, Niệm Bằng đã nhanh chân quay xe bỏ chạy. Bằng Lỗ và Bằng Nhung nhanh chóng truy đuổi. Hy Vân thấy vậy cũng triệu hồi ra bò sữa Đạm Đạm đuổi theo. Niệm Bằng bị bao vây và truy sát trên không. Mặc dù hắn rất nhanh nhạy né tránh được toàn bộ chiêu thức, vậy nhưng vì ma lực còn yếu không thể nào phá vỡ được phòng ngự của Bằng Lỗ. Bằng Lỗ nhanh chóng đánh một kích trúng người Niệm Bằng khiến nam chính bị thương. Niệm Bằng sử dụng quyền trục đã chuẩn bị từ trước để gia tăng tốc độ. Vậy nhưng một khi quyền trục hết tác dụng thì chắc chắn Bằng Lỗ sẽ đuổi kịp. Nghĩ là như vậy, vậy nhưng Bằng Lỗ chẳng biết bằng cách nào đã xuất hiện trước mặt chặn đường hắn. Sau đó phóng ra một quả cầu bằng xiềng xích nhốt Niệm Bằng vào bên trong. Niệm Bằng đành phải lấy ra quyền trục ma pháp dịch chuyển không gian thoát ra ngoài. Sau đó cánh tay cầm chính dương đao gọi ra hỏa nguyên tố. Bằng Lỗ và Bằng Nhung hợp sức tạo thành nguyệt hoa chi băng. Bàn tay của hỏa diễm thần va chạm với song sắc băng phong cầu tạo ra một địa chấn lớn. Nhìn thấy Bằng Nhung bị đánh rơi xuống, gã ta đành phải thu tay lại để đỡ lấy Bằng Nhung. Sau khi cứu người thành công, gã ta lại tiếp tục tung chiêu đánh về phía Niệm Bằng. Dưới sự công kích mãnh liệt, Niệm Bằng càng thêm trọng thương, sức lực dần cạn kiệt, kết quả là bị Bằng Lỗ trói chặt hai tay lại. Tưởng chừng Niệm Bằng sẽ bị trói giải về Bằng Thần Tháp, thì Hy Vân đã chạy tới giải cứu Niệm Bằng. Dù hai người không thể đi cùng nhau thì chỉ ít cũng phải cùng hợp sức đánh bại tên này. Hy Vân hét lớn mỉa mai Bằng Lỗ một trận cho dài trò, rồi xuất ra thú huyết phí đằng. Lợn quan qua lập tức biến thành một con lợn khổng lồ lao tới tấn công. Bằng Lỗ tung chiêu đáp trả khiến con lợn bị trọng thương. Sau đó tiếp tục bồi thêm một chiêu nữa hất văng con lợn ra xa. Mặc dù đã bị trúng rất nhiều đòn công kích của Bằng Lỗ, vậy nhưng nó vẫn không hề hấn gì. Gã xuất ra băng thần chi màu, ngưng tụ một thanh kiếm đâm thẳng vào lợn quan khiến nó bay màu. Niệm Bằng thì đang cần thêm chút thời gian nữa để cơ thể hồi phục lại hoàn toàn. Hy Vân cố gắng kéo dài thêm thời gian cho hắn. Cô nàng gọi bò sữa Đạm Đạm ra chiến đấu, vậy nhưng cũng chẳng cầm cự được quá lâu. Đạm Đạm né được hết tất cả đòn tấn công của Bằng Lỗ khiến hắn càng thêm tức giận. Hắn gia tăng công kích, khiến bò sữa bất tỉnh nhân sự. Như vậy là hai con linh thú đã bị thương rất nặng nên phải dưỡng thương trong túi không gian của Hy Vân. Đúng lúc này, Niệm Bằng đã hồi phục được hơn một nửa. Hắn xuất đồng thời chính xương đao và thần lộ đao lao tới tấn công Bằng Lỗ. Bằng Lỗ phản công tạo ra những sợi dây xích trói chặt Niệm Bằng lại, khiến hắn không thể thoát ra. Niệm Bằng không cam tâm chịu chết như vậy. Vậy nhưng kỳ tích lại xảy ra, Bằng Lỗ đột nhiên bị đưa vào một cái ảo ảnh gọi là tinh thần lĩnh vực. Người đàn ông làm chuyện này chính là phụ thân của Hy Vân. Ông ta cho biết lĩnh vực của mình chỉ kiềm chế Bằng Lỗ được một thời gian mà thôi. Hắn nên nhân cơ hội này mà bỏ trốn. Hai người nghe vậy liền bỏ chạy. Do bị thương quá nặng nên sau khi bay được một đoạn đường khá xa thì hắn kiệt sức nằm bất tỉnh. Hy Vân vội lấy sữa bò Đạm Đạm cho hắn uống. Một lát sau, Niệm Bằng cũng tỉnh lại. Việc kế tiếp là tranh thủ thời gian trị thương. Đúng như những lời ông ta đã nói, Bằng Lỗ nhanh chóng tỉnh táo lại. Gã cũng nhận ra mình vừa bị rơi vào ảo ảnh và biết được người của gia tộc Vân Hy đứng sau vụ này. Trong lúc này, trận chiến của Công hội Ma Pháp Sư và Bằng Thần Tháp vẫn diễn ra kịch liệt. Công hội Ma Pháp Sư chỉ một mực cố thủ bên trong. Đang lúc chiến đấu hăng say thì Bằng Lỗ truyền tin tới yêu cầu người của mình rút khỏi công hội. Trước tiên đưa Bằng Nhung quay trở về Bằng Thần Tháp trị thương. Niệm Bằng đang dưỡng thương thì một luồng khí ma pháp cực mạnh đang tới gần. Hắn tạo ra một cơn lốc băng cực mạnh, trói chặt Niệm Bằng ở bên trong. Niệm Bằng định đào đất lên để trốn thoát, vậy nhưng hai chân đã bị đóng băng lại, không nhúc nhích được. Gã phóng ra nhiều mũi tên băng tấn công, tưởng là nam chính sẽ về đất mẹ, vậy nhưng nào ngờ thân ảnh trước mặt lại là một con rắn. Hóa ra đây là chiêu thức huyễn ảnh thuật mà Hy Vân tạo ra để đánh lừa Bằng Lỗ. Hết lần này tới lần khác bị qua mặt nên gã vô cùng phẫn nộ, bạo phát ra thần hàng bạo phong tuyết. Đây là ma pháp hệ băng cao cấp nhất, tạo ra một cơn lốc đóng băng hết tất cả mọi thứ trong khu rừng. Chỉ cần dùng bất cứ ma pháp gì trong khu vực có bão tuyết thì gã đều cảm nhận được. Lúc này, Niệm Bằng và Hy Vân đã trốn vào một hang động. Hắn tạo ra một kết giới đóng cửa hàng lại rồi đốt lửa để Hy Vân sưởi ấm. Hai người ngồi tâm sự với nhau. Hy Vân nghe xong câu chuyện quá khứ của hắn thì vô cùng tức giận, muốn đi báo thù thay cho cha mẹ hắn. Vậy nhưng, thực lực của hai người bây giờ còn quá yếu. Đối phó với một mình Bằng Lỗ đã thừa sống thiếu chết, huống gì là đối phó với Bằng Thần Tháp. Niệm Bằng nhận ra trận bão tuyết này là một loại ma pháp lĩnh vực. Hắn biết mình không thể sử dụng đến ma pháp nếu không muốn bị bại lộ vị trí. Cũng may mắn rằng đây là loại ma pháp bao trùm phạm vi lớn nên chắc chắn sẽ không duy trì được quá lâu, đến lúc đó hẵng ra ngoài. Thấy bão tuyết đã bớt, cô bé liền triệu hồi Đạm Đạm đưa mình đi ra ngoài xem tình hình như thế nào và nhân tiện đi tìm xem con rắn cường cường đang ở đâu. Nhờ vậy mà Bằng Lỗ đã phát hiện ra vị trí của Hy Vân. Gã yêu cầu nàng phải nói ra Niệm Bằng đang ở đâu.
vậy nhưng Hy vẫn không nói. Nói nhẹ nhàng không có kết quả, vậy nên hắn đành phải dùng biện pháp mạnh. Cô bé triệu hồi Điềm Điềm lao lên tấn công, vậy nhưng sắc Điềm Điềm quá yếu, chẳng chịu nổi một kích của Bằng Lỗ. Đàm Đàm ra hỗ trợ cũng không chống cự nổi. Hết cách, Hy Vân phải bỏ chạy, vậy nhưng chạy đâu cho tắt nắng. Dù có bị bắt giữ thì nàng vẫn không chịu bán đứng Niệm Bằng. Như vậy xem ra Niệm Bằng có ý nghĩa rất lớn với cô bé. Bằng Lỗ đem Hy Vân ra uy hiếp, gã muốn biết cô bé này liệu quan trọng với hắn hay không. Thật không ngờ rằng, ngay lúc Hy Vân gặp nguy hiểm thì Niệm Bằng lại xuất hiện, giải cứu cho cô bé. Đang lúc trận chiến căng thẳng, kẻ thù đã động sát tâm thực sự thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi.